thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay mùng 2 Tết, Giáo hội Việt Nam hướng chúng ta về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người còn sống cũng như đã qua đời. Nghĩ về cha mẹ thường khơi lên trong chúng ta những cảm giác bồi hồi khó tả, vì cha mẹ dành cho ta một tình yêu vô vị lợi và sâu thẳm lạ lùng. Tình yêu không thể đo lường, thách đố mọi khó khăn và coi nhẹ cả sự chết, để trải rộng chiều mến, chăm sóc giữ gìn đời con. Nói về công ơn cha mẹ thì không mỹ từ nào có thể diễn tả đủ. Cha mẹ dành cho con một tình yêu thương không điều kiện, không đòi hỏi, không chờ đáp trả, chỉ đơn giản phát xuất từ sâu thẳm đáy lòng, trào tràn một tình yêu vô tận, mong đời con an vui, hạnh phúc. Xin cho những người còn cha còn mẹ hết lòng biết ơn các ngài. Hãy nói những lời trìu mến, những cư xử ân cần, dành giờ cho cha mẹ và luôn làm vui lòng các ngài, bất chấp tuổi già ít nhiều khó thương. Những ai không còn cha mẹ, biết năng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các ngài, xin cho các ngài được hưởng hạnh phúc trong Chúa. Xin cho các bậc cha mẹ trong cộng đoàn chúng ta trở nên gương mẫu đức tin, quyết tâm xây dựng gia đình nên mái ấm của lòng Chúa thương xót, để con có thể học được từ cha mẹ lòng mến Chúa, yêu người, sự khiêm nhường và hiền hòa, trách nhiệm và tươi vui, giúp chúng ta sống đạo đức và đủ khả năng xây dựng gia đình chúng ta sau này được toàn vẹn. Hướng về lòng cha mẹ cũng đưa tâm hồn chúng ta hướng về Thiên Chúa là cội nguồn tình yêu và sự sống, để yêu mến, biết ơn và trung tín phụng thờ người. Với những tâm tình ấy, kính mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tham dự thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần hằng ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm mới. Những ngày xuân là những ngày nhắc nhớ chúng ta về những mối liên hệ. Ngày đầu tiên của năm, chúng ta nhớ đến Thiên Chúa để chúng ta cảm tạ Người trong cái tương quan. Thiên Chúa là Cha, chúng ta là Con.
Ngày hôm nay, ngày mùng 2, giáo hội nhắc nhớ mỗi người chúng ta kính nhớ đến cội nguồn ông bà tổ tiên, những người mà là trung gian Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta, dưỡng dục chúng ta và cho chúng ta thành người. Hay nói như Thánh Phaolô, tất cả những gì chúng ta có ở trong đời sống này đều là do lãnh nhận. Chúng ta không chỉ nhớ đến những mối liên hệ với Thiên Chúa, ông bà tổ tiên, cha mẹ chúng ta, nhưng còn những cái mối tương quan khác trong đời sống, những người mà đã đem lại cho chúng ta cơm áo, rồi đem lại cho chúng ta những cái nhu cầu để mà chúng ta có thể sử dụng ở trong cuộc sống này, giúp chúng ta thăng tiến mỗi ngày. Chúng ta nhớ đến những mối liên hệ ấy để nhắc nhớ mỗi người chúng ta về bổn phận và trách nhiệm của chúng ta để xây dựng những mối liên hệ ấy ở trong tương quan tốt đẹp, trong tương quan tình yêu, trong tương quan vững vàng. Và có như vậy chúng ta mới có nền tảng vững chắc để mà chúng ta thăng tiến không ngừng trong đời sống làm con cái Chúa, trong đời sống làm người và trong những cái liên hệ và tương quan giữa con người với nhau để xây dựng thế giới này mỗi ngày mỗi tốt đẹp, để xây dựng bầu khí sống của chúng ta mỗi ngày mỗi đầm ấm. Trong tâm tình ấy chúng ta nhớ đến ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta ngày hôm nay để chúng ta cầu nguyện cho các ngài, để cho các ngài sớm được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Trong tâm tình ấy chúng ta hiệp dâng thánh lễ này cũng hiệp ý với tất cả những người xin lễ cũng như tất cả ý nguyện cầu chúng ta, đó là cầu nguyện cho ông bà tổ tiên nội ngoại, cầu nguyện được như ý, cầu nguyện cho các linh hồn và đặc biệt là các linh hồn Du Xe, Đa Minh, Do An, Phê-rô và Maria. Giờ đây chúng ta thành tâm xin Chúa thứ tha những lỗi lầm thiếu sót để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, nhà bác học Einstein trong một lần đã nói chuyện với các học sinh, thì ông đã nói với các học sinh rằng tất cả những kiến thức mà chúng cháu đang học, đang được hấp thụ, đó là truyền từ đời này qua đời sau, từ những cái kinh nghiệm của người này đến người sau. Và đến lượt các cháu hấp thụ được những cái kiến thức tốt đẹp, rồi các cháu trưởng thành và các cháu lớn lên, các cháu lại tiếp tục truyền thụ những kiến thức ấy cho con cái của mình. Và cứ như thế thì những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm được truyền hết đời này qua đời khác. Đây là cái cách mà chúng ta làm cho bản thân chúng ta trở nên bất tử so với cái vũ trụ này. Kính thưa cộng đoàn, tuổi vũ trụ chắc chắn không, chúng ta không ai bằng tuổi vũ trụ được, bởi vì con người chúng ta rất là giới hạn, rất là yếu đuối và mong manh. Chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào, không ai có thể nói là mình sống mãi. Thế nhưng để làm cho chúng ta trở nên bất tử thì chúng ta thấy rằng những cái điều tốt đẹp chúng ta để lại, những cái kinh nghiệm quý báu mà chúng ta có, thì tất cả những cái điều đấy chúng ta được truyền lại cho thế hệ mai sau. Và cứ như vậy nó đúc kết thành những tinh túy của cuộc sống, thành những kinh nghiệm sống. Chúng ta nhớ lại bài đọc một mà chúng ta vừa nghe, khi mà nhắc nhớ đến các danh nhân, những người đã nằm xuống nhưng công đức của các ngài không bao giờ bị hủy, công đức của các ngài tồn tại mãi, và dòng dõi các ngài nhờ đó mà người ta thấy được dòng dõi của các ngài nó trải dài trong cái cuộc sống con người chúng ta. Ân kính thưa cộng đoàn, trong cái nhìn ấy chúng ta thấy được rằng tất cả những cái điều mà tốt đẹp, những cái nghĩa cử mà chúng ta xây dựng ở trong đời sống này nó không là vô nghĩa, nhưng nó đem lại cái ý nghĩa và cái chất sống, cũng như là cái nền tảng vững chắc để con người chúng ta mỗi ngày, mỗi thăng tiến. Đấy là điều mà chúng ta có thể nói được rằng những gì chúng ta có hôm nay, những gì chúng ta đang lãnh nhận, đã lãnh nhận và tiếp tục lãnh nhận, tức là chúng ta là những người đón nhận từ công đức của ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta và từ tất cả muôn người, để mà chúng ta có được cái thời điểm hiện tại, có được cái vị trí vững vàng ở trong hiện tại, và là nền tảng để giúp chúng ta thăng tiến không ngừng. Kính thưa cộng đoàn, một trong những yếu tố ấy mà tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở những người Do Thái, đó chính là cái đạo hiếu, việc thờ kính ông bà tổ tiên cha mẹ của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đã nói với những người Pha-ri-sêu rằng đó là những người mà khi cho rằng những cái lễ vật, những cái tiền bạc mình dùng để mà nuôi dưỡng cha mẹ hay chăm sóc cha mẹ thì mình ấy dâng vào đền thờ rồi, thì chúng ta không còn phải làm cái việc thờ kính hay là chăm sóc cha mẹ chúng ta nữa. Chúa Giêsu đã nói những lời quở trách bởi vì những người này sống hình thức, sống giả dối, sống bên ngoài, trong khi cha mẹ mình vẫn sờ sờ ra đó mà mình không chăm nó, mà lấy lý do là mình đã dâng cúng cho đền thờ, dâng cúng cho Thiên Chúa, thì mình không còn phải cái bổn phận và cái trách nhiệm ấy nữa. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đã nhắc nhớ cho chúng ta một cái bổn phận, một cái trách nhiệm rất lớn ở trong đời sống con người chúng ta. Đó là cái tương quan của chúng ta với ông bà, tổ tiên, cha mẹ. Nếu chúng ta không có các ngài, chắc chắn chúng ta không có ở trên trần gian này.
Nếu chúng ta không có những cái kinh nghiệm, không có những cái nghĩa cử sống của các ngài, thì chắc chắn chúng ta không có nền tảng để mà chúng ta bước đi trong đời sống hôm nay. Và chúng ta cũng không có nền tảng vững chắc để mà chúng ta thăng tiến mỗi ngày. Đây chính là điều mà Chúa Giê-xu nhắc nhớ mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta có thể thực hiện ở trong đời sống mình và tiếp tục truyền lại những cái kinh nghiệm quý báu, những cái điều chân quý của cuộc sống này cho thế hệ mai sau. Và cứ như vậy, chúng ta không chỉ làm cho chúng ta bất tử, nhưng đồng thời chúng ta còn vinh danh những ông bà tổ tiên cha mẹ của chúng ta. Và đồng thời đó cũng chính là điều mà chúng ta đang thực thi cái giới luật của Chúa, đó là thảo kính cha mẹ. Kính thưa cộng đoàn, trong truyền thống văn hóa Việt Nam của chúng ta, đạo hiếu hay việc thờ kính ông bà cha mẹ, đó là một trong những cái việc làm hết sức cao trọng mà chúng ta cần phải yêu quý, mà chúng ta cần phải thực hiện trong đời sống của mình. Chúng ta đã, nếu ai đã đọc sách Nhị Thập Tứ Hiếu, thì chúng ta nhớ lại những cái mẫu gương, những cái câu chuyện của những người con ở trong cái, những cái mẫu chuyện ấy, 24 cái mẫu gương về những người hiếu thảo đối với cha mẹ. Chúng ta nhớ lại cái ông lão Lai, một ông lão rất là già cả rồi, tức là lớn tuổi rồi, nhưng mà cứ múa nhảy giống như là trẻ con, bởi vì bố mẹ mình thích vậy, thì múa nhảy cho bố mẹ mình vui, múa nhảy cho bố mẹ mình coi, bởi vì bố mẹ mình thích. Mặc dù đã lớn, rất lớn tuổi rồi, nhưng mà cứ nhảy nhót như là con nít vậy, để cho bố mẹ mình coi và bố mẹ mình có nụ cười, có niềm vui. Hoặc là chúng ta nhớ lại cái anh Lục Tích, một cái anh chàng tức là đi ăn cắp quýt ở trong những cái bữa tiệc. Người ta tổ chức tiệc thì có những cái trái quýt, thì anh ta đến ăn trộm quýt về cho mẹ mình, bởi vì biết mẹ mình thích cái ăn quýt, và anh ta đi trộm về để cho mẹ mình ăn, bởi vì nhà rất là nghèo, không có tiền để mà mua. Hoặc là chúng ta nhớ lại một cái anh chàng nữa, tức là cái anh chàng này khi mà thấy rằng sống ở trong cái căn nhà nghèo nàn mà ruồi muỗi nó đủ thứ hết, muỗi đêm về nó chích bố mẹ mình, mà rất là thương bố mẹ thì không biết phải làm cách nào, thì thôi đành lấy thân mình, tức là cởi trần ra để mà cho muỗi nó chích mình, không chích cha mẹ mình. Hoặc là một anh chàng khác, tức là anh chàng này thì thấy mẹ mình thích uống sữa hươu, anh ta mới giả dạng thành một con hươu non để mà lại gần con hươu mẹ, để mà vắt sữa mang về cho mẹ uống. Thì tí nữa trong cái hành động này, tí nữa anh ta bị mất mạng bởi vì những người thợ săn bắn những con hươu đấy, và tí nữa thì bắn phải anh ta. Đấy là một vài cái nghĩa cử thảo hiếu ở trong cái đời sống con người chúng ta, được kể lại như là mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Có thể là chúng ta chưa làm được những cái mẫu gương cao cả như vậy, nhưng mà đối với người Kitô hữu chúng ta, thì ít ra chúng ta nhớ đến cha mẹ, ông bà, tổ tiên mình, chúng ta cũng dâng lời cầu nguyện cho các ngài. Mỗi đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Tức là mình chưa thể hiện được những cái nghĩa cử cao đẹp cụ thể đối với cha mẹ mình, thì ít ra mình nhớ đến các ngài. Đối với những người đã qua đời, chúng ta cầu nguyện cho các ngài, để các ngài được sớm hưởng vinh quang Thiên Chúa, hưởng hạnh phúc bên Chúa. Đối với những người còn sống, chúng ta cầu nguyện cho các ngài được bình an, được mạnh khỏe, để rồi qua các ngài chúng ta kín bút được những cái kiến thức, những cái nền tảng giúp chúng ta thăng tiến ở trong đời sống này. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta tin rằng
như các tôn giáo khác họ tin có một thế giới thứ hai sau cái chết của đời người. Thế nhưng người Kitô giáo chúng ta không tin cái thế giới ấy như là cái thế giới vật chất của chúng ta. Nhưng nhiều người vẫn làm đốt tiền, đốt nhà, đốt xe để mà gửi cho cha mẹ mình ở bên thế giới bên kia xài. Nhưng riêng đối với người Công giáo chúng ta tin rằng có một thế giới khác sau cái chết này. Nhưng thế giới ấy không giống thế giới của chúng ta. Và thế giới ấy, mỗi người chúng ta được hưởng ánh vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta tin tưởng điều đó và chúng ta cầu nguyện trong bà tổ tiên chúng ta ngày hôm nay, ngày mùng 2 Tết. Xin Chúa thứ tha tất cả những thiếu sót lỗi lầm để sớm đưa các ngài hưởng hạnh phúc ở bên Chúa. Và đối với những người còn sống bên chúng ta cầu nguyện cho các ngài và cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta nữa. Xin ơn Chúa giúp sức để chúng ta có thể thực hiện được cái giới răn của Chúa, đó là yêu mến ông bà cha mẹ của chúng ta và cũng thảo hiếu đối với các ngài trong cái việc chăm sóc, ân cần, hỏi han, thăm viếng, để chúng ta không chỉ làm vinh danh các ngài qua cuộc sống của chúng ta, nhưng mà đồng thời chúng ta mỗi ngày trở nên con cái Chúa nhiều hơn qua việc thực thi giới răn của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta trong những ngày đầu năm và suốt cả năm. Và xin ơn lành của Thiên Chúa giúp mỗi người chúng ta có thể thể hiện được tròn đầy cái nghĩa cử và đạo hiếu của những người con cái Chúa và của những người con cái hiếu thảo ở trong gia đình. Amen.